Ông ơi, quay lại kênh máy khuôn cũ của mình nhé. Hôm nay thì mình có một số đồ bãi như thế này. Giới thiệu tới mọi người, tất cả đều là đồ bãi nha mọi người. Thì có một số đồ á, thì mình sẽ cần ký. Cần ký, như trên tiêu đề mình có ghi đó, cần ký chết thì 60, mà còn sống thì 80. Cần ký nhưng mình vẫn sẽ thử cho mọi người luôn nha mọi người. Cần ký nhưng mình vẫn sẽ thử cho mọi người. Cái thì 60, 80, tùy theo sống chết. Ok. Nói chung là cứ chết thì 60, sống thì 80. Đó. Đầu tiên thì mình xin rất là cảm ơn những cái like và comment cảm xúc của mọi người, đặc biệt là những cái đăng ký ủng hộ kênh. Đăng ký thì ở phía bên tay phải màn hình nha mọi người, ở phía góc dưới á, nút vào đỏ đăng ký đó. Rồi bây giờ đây này, có mấy cái máy rửa xe này, có mấy bộ nguồn chứ nguồn máy tính Apple, nó to lắm, ra được nhiều vốn, mọi người thử nhiều thứ vọc phải cho đã. Như đây này, đây bộ nguồn mình chế như thế này mọi người này. Đây mình như bộ nguồn này đúng không, mình chế ra đây là 12V. 12V này là 12V, này là 14A này đó. Cái này 3V, 3V cũng là 3V, ở đây nó ghi là 22A này. 5V, 5V ở đây nó ghi 19A này. Công tắc động mở này đó, thấy chưa, ra nhiều vốn để mọi người thử nha mọi người, kiểu như kiểu nguồn đa năng ấy. Nhưng mà nói chung là những cái này thì bên về có được mấy cục thôi, mình cũng chưa thử sống chết nữa, thì mọi người về tự thử nhá. Mình sẽ bán kỹ cho mọi người, chưa thử sống chết thì mình bán 70. Thử sống chết vì cái đó phải cắm điện vô rồi tìm cái dây kích để làm công tác thử, thì nói chung về máy tính thì mình cũng không có rây nữa, nên nếu như mà không thử biết sống chết đó, thì mình sẽ bán 70. Còn những cái đó mà chết á, mình sẽ bán 60, mà sống thì mình bán 80 nha mọi người. Rồi bắt đầu mình vô việc luôn nhá. Đầu tiên mình sẽ sử mấy cái cần ký trước này, được chưa? Cần ký trước thì đây, để qua đây đi, quay qua đấy nha mọi người, để thử mấy cái này trước, cho mình chỉnh cái camera cả nhé. Rồi cái máy được xé, ba cái máy rửa xe mọi người nhé, ba cái máy rửa xe, cái này cũng cần kỹ để qua đây để cân luôn này, ba cái máy rửa xe vậy là nhá. Giấy, giấy thì là giấy này, giấy giấy này, giấy bộ thép, rồi giấy cứng to có hai đầu nữa này. Đó, một sợi này khoảng tầm 10 mét đấy, đây nó có ghi 10 mét trên con sợi này thì chắc cũng tầm 10 mét rồi. Thì mình sẽ để thử máy trước nha mọi người. Chị thì cứ sống nha, sống thì là 80. Đầu tiên con này trước đó, tất cả đây là điện 100V thôi nha mọi người, 100V nhá. À đợt này có súng nha mọi người, có súng nhá, đợt này có súng 100V. Để thử con này trước này, súng thì mọi người ra ngoài mua về thôi, đơn giản này, súng không đắt. Rồi con này sống, con này thì mọi người rửa xe rửa đi hoa gì đều được nha mọi người. Con này đi kèm với cuộn giấy này đi, được chưa? Không thêm mất cái gì nhá. 6 kg 1, 6 kg 1 thêm mình tính 6 kg thôi, 6 8 48, 408 à, có 408. Cái giấy cả máy thế này có 408 này này. Những cái máy rửa xe thì phải chuyển khoản mình mới bán cho mọi người. 408 này, đây là số 1 đi, 408. Những cái máy rửa xe này thì phải chuyển khoản thì mình mới bán nha mọi người. Tiền ship mọi người tự chịu nhá, cho tại vì là hàng công kênh nên là tới mà mò ship cốt mà tới mọi người hơi khổ lắm. Tiền ship những cái này là khá cao đó, 70, 80, 100 ngàn chứ kìa.
một hàng công kênh nó tính giá cao, 6848 480 ngàn máy về xuống nhé. Máy thì mình chỉ báo chạy thôi nha mọi người, mình chỉ báo chạy thôi, con này hư hỏng phốt phía hay gì đó thì về mọi người tự sửa nha mọi người. Đây giấy về xuống này, bộ số 1 này xong một cho quá này. Rồi số 2 số 2 là cái này. Cái này thì mọi người xem thử đi. Đó. Máy này là mấy người hay kêu là máy con lợn con heo chứ đấy. Đó. Mình cân nó trước đi. À. 7 kg 2, mình tính 7 kg thôi nhá. 7 kg 2 tính 7 kg thôi. Rồi giờ thử nó chạy không. Mình chỉ báo chạy thôi nha mọi người. Ok chạy. 7 kg 2 7856 506 nha. Đây, bộ này 506. Bộ số 2 506. Hai 560 ngàn. Số 2 8756. Số 2 này. Đây, máy này. À 4 kg. Có 4 kg. À thử nó lên nha mọi người. Rồi ok chạy 4832, tất cả đều là điện 100V thôi nha mọi người. 4832 320 số 3. Số 3 320 nha mọi người. Đó, một con nữa. Rồi số 3 320. Cái máy rửa xe mà còn rửa xe rửa nước hoa mà có 320 ngàn à. Rồi tiếp hai bộ nguồn này. Nguồn này thì là vào là 110 tới 220 nha mọi người. Đó. Cái này thì mình không thử sống chết nên mình sẽ bán về giá là 70. 2.9 cho 3 kg. 2.9 cho 3 kg là 201. Số 4 210 ngàn. Được chưa? Nguồn đa năng. Nguồn máy tính kiểu này đa năng mà vốn nó cao. À, ampere nó cao. Rồi, cái này. Cái này cũng 110, 220 này. Đó, ok. 3 kỳ 34 cho 3 kỳ 3 đi. 3 kỳ 3 là bao nhiêu? 201 327 nè. 230 nha mọi người. Số 5 230. Năm 230 nha. Đó. Cái này là mình không thử sống chết nên là mình bán với giá 70. Rồi. Tiếp tới đây. Này, hố nha mọi người. Mình hạ cái này xuống xíu. Tiếp là tới là những cái này này. Con này là bản đính bê tông Hilti GX120. Thì nó thiếu đồ này. Đó, ốc thì bị mở rồi này. Cái này mình bán cho mọi người về lấy phụ kiện thôi. Anh em mà làm bản đính thì mọi người biết rồi. Làm bản đính bê tông thì biết rồi. Một con này 4, 5 triệu, 6, 7 triệu. Bản đính tống mà Hilti thì giá cao lắm. Nó như thế này, mình quay chi tiết cho mọi người xem này. Đó, được chưa? Để về mọi người để phụ kiện thôi nha mọi người. Đó.
Cái này là bản sạc với mọi người phụ kiện thôi nhá. 6. bốn trăm thôi, 350 thôi, 350 đi, để phụ kiện cho mọi người, 6 350 đó. 7 là cái này, cơ kiện Hilti 36V. Đây nó bị bắn đinh này, đây này, hai cái đầu đây là máy này, được chưa? Ok, con này có 6 cấp yếu tốc này. Con này thì bình cũng có bình thử. Coi như bản máy chết. 300. 7 300. Bản máy chết thì bình đi nhanh ngọt rè thế nha mọi người. 300. Đó, về mọi người lấy nhông, lấy rô to đồ thế này thì kia cũng lời thôi nhá. Đó. Rồi. Tiếp tới cái này là bản vịt, vằn vịt gập Pana Made in Japan đây nha mọi người, 346. Cái này là ngắt lực điện tử nha mọi người, ngắt lực điện tử 21 cấp ngắt lực, có nhanh chậm này, được chưa? 7451, ngoại hình thì đẹp. Cái này mình không có vỏ pin, nhưng mà có này mình đã test sống rồi, báo sống. 450. Thân máy nhá, 450. Có này ngắt lực điện tử quá ngon. 8 450. À đây, mình có mấy cái phụ kiện đây này. Đây là tay cầm của khoan bê tông 242, 244. Tay cầm này rất là hiếm đây. Trước thì mình bán 200 và bây giờ thì nói chung khá hiếm bài đó. Cho nên bây giờ mình bán 100 nha mọi người, 100 nhá. Tay cầm khoan bê tông Makita 242, 244, 100 ngàn. 8 rồi, 9. 100. Rồi, tới 10. Cái này là tay cầm của khoan Makita mà con mà Mỹ là XPH03, con mà Nhật là DHP458485 gì đó. Tay cầm của nó nha mọi người. Về đường cãi là 50 nhé. 10 50. Nói chung đây toàn những cái loại tay cầm hiểm không à. Đây, còn đây là tay cầm của máy XPH07 DHP481. Đó, hai cái mã đó, XPH07, DHP481. Không biết là XPH14 có dùng đấy hay không thì mình không rõ. Cái này cũng còn đẹp. Cái này mình bán 150. 11 150 này. Mười một trăm năm mươi. Ok. Rồi, tiếp tới đây. Đây có một con bản vịt boss 18V. Máy thì phải nói là ngoại hình rất là xấu. Còn cả cái nút đảo chiều này nó cũng bị gãy, cái nút đẩy quá đẩy lại. Nhưng mà mới kéo quá như thế này thì được, nó vẫn đang đẩy. Để rồi ra hai cái đinh này. Đây. Nó không có điều tốc mà sao chạy yếu yếu sao, bình cũng rõ nữa. Hay là do hệ pin như bình biết. Nhưng đảo chiều thì vẫn được nha mọi người, mới kéo qua này, bình kéo qua này. Đó. Đó. Thì nói chung là bên cũng bán như máy chết thôi. Bản vịt boss 18V. Bán như máy chết nha mọi người. Cái đinh đây bẻ quặp xuống cái nguy hiểm này. Bán như máy chết nhá. 200 nhá. Bán máy sạc thôi, 200. Mấy rồi? 12, 200. Còn chạy nhưng mà
Đồ, sao mà nó yếu yếu không biết hết pin hay gì mình cũng rõ. Thân máy thôi nha mọi người. Rồi, tiếp ở đây có một cái máy bơm hơi này. Bơm cái này là bơm mini 12V mọi người này, 12V này. Xeo 18650 này. Đây, cái đầu này là hình như là đầu bơm xe máy này. Rồi còn nó còn có cái đầu ván bơm cái gì đấy này này. Bơm cái này thôi, cái gì đấy mình cũng rõ. Hình như bạn vào đây à? À, hình như bạn vào đây. Còn cái này là đầu bơm xe máy nha mọi người. Đầu bơm xe máy thì phải. Cắm vô hay gì đấy, vặn vô, hình như vặn vô cái ván để bơm. Đó. 12V, không có vỏ pin. Để thử nha mọi người. Dương dưới nha mọi người. Dương dưới này. Âm trên. Này. À, nó có chỉnh cái gì đây? Bạt này, HIP, PSI gì đây? Dùng hơi ra thì rất là mạnh nha mọi người. Đó, cái này thì mình không có vỏ pin nha mọi người. Vậy là cái này không có rây nữa, nhưng mà thấy hơi ra rất là mạnh này, rất là mạnh nữa nhá. Hơi nén rất là mạnh. Bơm cái này mình nghĩ ô tô mini ô tô 47 nó bơm vẫn ok, xe máy đâu bơm ok nha mọi người. Còn thông số thì mình không được rõ lắm về cái này. Đồ này không phải là đồ chuyên của mình. Mắc là PSI là 115 này. Cái này cái gì đấy mình cũng hiểu nè. Thì cái này là cái số 13. Thân máy 500 nha mọi người. 450 thôi. Thân máy 450, 13. 14 đây mình có một cục sạc Hitachi. Sạc pin 14 18 là ông pin trượt. Điện 100V thì mình tải ok rồi. À 300 đi. 14 300. Rồi, 15. 15 cục này là sạc Makita 14 742 tới 18V. 14, 18V á, pin trượt rồi không? Sạc này mình cũng test ok rồi. Sạc dính 100V nha mọi người. Sạc thì sạc tí là toàn 100V hết á. Cái này là 15, 300 luôn. 300. Chưa? 15 rồi, 16. Bên kia còn mấy cái máy bật vị kia. 16, cái này cái đèn. Đèn thì cái này là pin trong, mình không có thử được, pin trong mình thử được, nhưng mình nghĩ đèn này rất là sáng. Rồi không có thì về mọi người chỉ một dàn led ở đấy cũng được, nói chung là cái này thì ngon. 130.000 nha mọi người. Về cho mọi người chế không thì thật ra cũng chẳng phải chế. Mọi người cứ để thế này rồi đóng pin vô xài thôi. 16 này mới nó mày cha quên rồi đó. Thôi 120 đi. 120 nhá. Rồi tiếp. Đây này, còn nhiều đồ lắm. Để mình đưa qua đây. Vị chiếc chứ có đây đủ đấy không ơi. Quán bên trong rồi mày quán nó có đầy đủ hết nhá. À đây, có ba đây này. Có này là mày gọi là xin này, để mình đưa cho mọi người xem. Cái máy này á là nó bấm ghim mà bấm ghim cái loại thùng bia to này bấm ghim thùng bia to đó. Máy này thì bên đóng gói đồ rất là cần này. Nó xem pin 96 nó vỏ pin này, cái âm dương như thế nào này, âm dương trên. Để mình thử cái này mọi người xem nhé.
Cái này trước mình có về một cái rồi mà nhiều người thích cái này lắm. Mọi xem nhé. Đó. Thấy không? Nó bấm kia cái kim này, đây kim của nó đây này. Thấy chưa? À cái này thì mình phải đe mạnh cả. Ờ. Chưa vệ sinh cái đinh nó đang kẹt đấy rồi. Mình chưa có vệ sinh cái đấy, đinh nó đang kẹt đấy rồi. Đinh nó ra đây mọi người này. Đó. Nó ra nó sẽ bấm kẹp vào đây này. Bấm kẹp vào thế này này. Đó, thấy chưa? Đó, cái này là bấm ghim, ghim rồi ghim to cho thùng bia á. Mà cái này là mọi người phải vệ sinh lại cái rái trượt thế này. Đinh này nó đang chưa có lấy này. Đó, về mọi người tự vệ sinh nhá. Cái này thật ra là rất là hiếm. Nặng nữa nhá. Cái này chắc phải hơn 3 kg á. Cái này bên bạn là 400 à. Bạn ghim này. Thôi bạn 350 đi. Nhanh gọn lại đây. 17 350. Về mọi người tự động pin nha mọi người. Động pin vệ sinh lại nhá. 17 à. Đây, ở đây mình có một con khoan bê tông Panasonic EZ747880. Con này là pin ống 2848. Đây. Được chưa? Này. Nó có khoan búa và khoan thương, nhanh và chậm. Cái này thì vỏ pin của nó này. Vỏ pin ống nha mọi người. Về chỉ việc đóng pin thôi. Con mạch của nó thì con đây. Đó, vỏ pin. Đây là cục pin tẻ của mình này. Cục pin tẻ. Đó, pin ở ống đang hoang nha mọi người. Ê, quên. Rồi, thân máy, vỏ pin, con này 1.4 28V8 à, 18 18, thân máy, vỏ pin, 1.4 rồi, à 19 đây là con bạch vịt Ryobi 14V. Đầu con đẹp này. Ngọt. Ngoài hình con đẹp. Ngoài hình con này các bạn phải gọi là nếu như này, đây là đất này, mọi người này. Đất bật này, chưa vệ sinh này nhá. Ngoài hình con này vệ sinh là thì phải trên 90% nha mọi người. Test thử. Con này thì là không có là sao ta? Không có kích chân âm dương được nên là mình sẽ là ủa đằng trước cái chỗ nào đó mình sẽ là lấy cái mạch pin của nó cắm vào test nha mọi người. Lấy cái mạch pin của nó cắm vào test Ryobi 14V. Ủa không chạy tắt có bị kẹt nha. Để sửa mình lấy cái vịt nhá. Có bị kẹt không đây? Sáng lên mắng chạy. Chắc giờ công tắc hay là gì đây rồi. Thôi. Bản ơn thế này luôn nhá. Con này máy đẹp. Không chạy. Ôi, 18 cho nhanh. 18 nha mọi người, 14V Ryobi. À 18 19. 180. Được chưa? À, 20. 20 đây là con khoan Hitachi 12V. Đó, ngoài hình đẹp nha mọi người. Ngoài hình đẹp, đầu kẹp 10 ly. Để thử mày luôn.
đều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, nhanh chậm ok, đầu không kẹt, đầu mới đẹp thế này, được chưa, đầu mới đẹp thế này. Con này thân máy vỏ pin 400. Hai mươi thân máy vỏ pin 400. 20 thân máy vỏ pin 400. 20 nha mọi người. Rồi, 21. 21 rồi, một con bưa ống Hilti 14.4V. Ngoại hình con này đẹp. Ngoại hình con này đẹp nha mọi người. Bị bắn đính ở đây này. Hilti này á, cái mạch nằm ở chỗ này này, chứ không phải mạch nằm ở đấy đâu nhá. Không chạy, nghe cạch cạch thôi nha mọi người. Này mọi người nghe tiếng này. Đó, nó kêu cạch 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 chứ nó không chạy nhá. Ngoài hình đẹp. Đầu cũng hơi nhít thôi chứ không rớ nữa. Về mọi người tự sửa đi. Bạn mày chết, mày chết nha mọi người, mày hư nha. Mày hư, mày chết. 21. 21 mày hư. 400. Rồi mọi người tự sửa nhé. 22. Cái vỏ pin này vỏ pin Trung Quốc nha mọi người. Vỏ pin Trung Quốc, nhưng mà nó về trong lô đồ bài Nhật. Thì cái mạch này là mạch Trung Quốc có bảo pin. Mạch này thì thường thường không bao giờ hư, được chưa? Cái này thì mình có giải thích nhiều rồi. Con này là mã của nó TD136D. Con này không dầu than, 4 cấp chỉ lực. Chậm này, vừa này, nhanh này, nhanh hơn nữa này. Được chưa? Đó, đầu. Đầu không hề rớ nha mọi người. Đầu không hề rớ nha. Đầu không rớ. Ngoài hình thì là không được đẹp nhưng mà ổn. Đó, thân máy vỏ pin 136. Đầu không rơ, quan trọng là đầu không rơ đấy. Đầu không rơ, phun chức năng, thân máy vỏ pin. Vỏ pin nữa thì cái mạch nó cũng chết đâu. 22. Thân máy vỏ pin 1 triệu. Được chưa? 23. 23 con này là XTD13. Ôi xoay, thiệt chật đấy. XTD13 nha mọi người. Đây cái vỏ pin của nó này. Vỏ pin này cũng là vỏ pin Trung Quốc, về trong đồ Nhật thôi. Vỏ pin Trung Quốc này thì mình hay chọn cái này bán cho mọi người, tại vì là cái mạch nó còn sống. Mạch nó thường thường là sống. Mạch này không chết đâu. XTD13. Con này đầu rớ nha mọi người. Đầu rớ nha, về mọi người đóng lại bạc nhá. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Đó, XDT13 không chổi than, thân máy vỏ pin 1.3, 18V không chổi than, thân máy vỏ pin 1.3. Đầu rơ về mọi người làm bài bạc. Mà bắn vừa ống hoặc bắn tốn mà kỵ thì không cần bắn là hành được. Không cần làm là hành được. 23, 1.3. Thân máy vỏ pin 18V mà như thế này quá rẻ rồi. Tiếp đây có một con khoan bê tông là e motor là không chổi than của Hitachi nha mọi người. Con này 4 chức năng, khoan thương này, khoan búa này, đục xoay mũi này, đục không xoay mũi này. Đó, ngoài hình như thế này đấy. Đó, được chưa, có tay cầm, có thước đâu bình thường này. Con này có đèn ở đây này nha mọi người. Nhông êm. Ok, con này thân máy 3 triệu nha mọi người. 18V không chổi than Hitachi. Thân máy 3 triệu.
24 3 triệu thanh máy. Chà. Rồi, tiếp. Tiếp là con này. Bê tông Hilti TS6A36. Con này là 36V không chổi than. TS6A36. 36V không chổi than nha mọi người. Ngoại hình máy thì cũng đẹp. Trời, máy êm chưa? Đây, đây chế độ khoan thương, búa này. Ok chưa? Này, nghe tiếng này. Mọi người nghe từng nhóm nha. Đó, đã chưa? Đó. Cái này là bình không có vỏ pin, thì bình mua kia để chuyển hai pin Makita 18V qua 28 qua 36V. Chưa, con này có đèn ở trước này, không chổi than nhau nữa. Có đèn ở trước này, không chổi than. Con này thì thân máy bình bán 1.8 triệu. Thân máy 1.8 triệu. Rồi, 25 thân máy 1 triệu 8 này. 26 là một con khoan Ryobi. Khoan Ryobi 14.4V. Máy thì toàn máy chưa vệ sinh thôi. Về mọi người tự vệ sinh nhá. 20 26 17 18 19 20 21 22 23 23 cấp trượt, một cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm. Đây, test thử nó. 14.4V không chổi than nha mọi người. À, có chổi than, nhầm nha. 14.4V có chổi than nha. Ryobi 14.4V có chổi than. Cái chân pin này là nó đang còn bị rỉ sét trong đây. Về mọi người tự vệ sinh đi nha. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều, ok. Con này là người ta gọi là hàng Úc đấy, nhưng mà mình thì toàn nhập đồ Nhật, Nhật Bản. Nó về trong cái bay đồ Nhật Bản thì mình cứ nói là đồ Nhật Bản nhá. Đây, 14.4V khoan 14.4V, con này là 26.400 thôi. Đâu không kẹt nhá mọi người, đâu không kẹt. Đâu không kẹt. 26 400. Hai mươi bảy ở bàn này, Panasonic EZ7542 đẹp, tem vàng, móc vàng, đầu vàng. Con này made in Japan đàng hoàng nha mọi người. Ở cái tem bên này nó bị tróc rồi. Con này bằng thịt muốn tí nha mọi người, bằng thịt muốn tí nha. Đó, kẻ lên đây là búa này. Xuống đây là bắn vịt trượt này. Bắn vịt trượt ở đây. 21 cấp trượt, một cấp khoan ở đây. Khoan này sẽ là khoan không búa. Cho nên mọi người dùng mấy cái mũi khoan đa năng vô tương á. Mũi khoan đa năng thường thường nếu như có búa là nó sẽ bị mẻ cái đầu hợp kim. Nhưng mà cái chế độ khoan của con này á, thì nó không có búa. Nên là khoan sẽ không bị mẻ hợp kim. Cái mũi khoan đa năng sẽ xài lâu hơn. Con kéo về đây này, thì nó có búa này. Đó, thấy chưa? Liều tóc thẳng ok, đảo chiều ok, đèn ok luôn. Rồi, con này thân máy. Thân máy 700. 27. Thân máy 700. Rất là mọi người ít biết là cái loại mũi khoan tương đa năng nữa đúng không? Mũi đó là cái đầu hợp kim, nếu như đóng búa bằng vít là nó sẽ bị bể. Vì búa bằng vít đóng ngang, búa ngang chứ không phải búa dọc, nên đóng vô nó sẽ bị bể cái hợp kim ở đâu. Thì con này là chọn tốt nhất cho mọi người dùng cái loại mũi khoan đa năng vô tương nữa này. 27 700 thân máy. Hai mươi tám là con cắt sắt Hitachi 12V. Trời trời, cái lưỡi này không có mẻ răng nào luôn nha mọi người. Rồi con bên ngọt thôi này, không mẻ răng nào này.
Lưỡi này hình như là 1:1 hay 1:25 gì đấy, hình như 1:25 thì vậy. Đây, lưỡi không mẻ đằng nào rồi. Lưỡi bao nhiêu? Lưỡi 1:25. Cưa. Con này là cắt sắt Hitachi, con này ngoài hình con khá là đẹp, mới nữa chứ. Đây, nâng hạ bàn này. Cắt sắt thì có nghiêng 45 độ đâu nhá mọi người. Nâng hạ bàn này. Ok chưa? Lưỡi bén. Lưỡi con này rất là bén luôn. Không mẻ đằng nào. 12V. Bỏ pin cao nữa, thao đồng pin nữa. Dương dưới, âm trên. Mình đọc gì chứ? Lần nào cũng đọc mà. Tưởng hay bị nhầm lắm nha mọi người. Chù xa. Máy êm. Êm kinh khủng ấy. Có đen nữa nha. Đen này. Đó, máy êm này. Máy êm, có thắng. Có đen. Này, bàn cũng còn đẹp. Máy cũng đẹp luôn. Bỏ pin cao nữa. Rồi con sắt nữa. Ui, con này là tập hợp những cái đẹp với con này hết luôn ạ. Con này là bao nhiêu rồi? 28 rồi. 28 nha mọi người. 28 thân máy vỏ pin 550. 28 thân máy vỏ pin 550. 29. Con này là DPI nữa. Con này mà vệ sinh lại thì ngoài hình phải đến 90%. Này, mọi người thấy con bùn đất ở đây chưa vệ sinh không? Về mọi người tự vệ sinh nó nhé. Này, tém cũng ngon. À, DPI nữa 2. Nữa 2 này mới ngon này. Đầu thì không hề rớ nha mọi người. Cái vỏ pin của nó. Vỏ pin của nó hình như mình nhớ là cái vỏ pin này có bị nứt ở đâu á. Nói chung là nó có bị nứt ở đâu đó một xíu à. Ủa đâu có nứt đâu. Mình nhớ là cái vỏ pin này có nứt nhưng mà nhìn ở đây thì thấy không thể nứt chỗ nào. Vỏ pin Hitachi thì thường thường là mạch không thể hư nha mọi người. 98% là mạch sống. Nói chung là vỏ pin xấu, được chứ? Mình nhớ còn nứt mà không biết nứt chỗ nào á. Nhưng mà giờ không kiểm tra chỗ nứt. Nhưng mà nói chung là vỏ pin xấu đi. Cục pin thì nó chỉ thôi rồi. Rồi, vỏ pin xấu đi. Để con này. Mày êm, đều tóc thẳng ok. Này, bảo pin này, ok này. Bật đèn ok này. Rồi, 4 cấp chỉnh lực này. 1 này. 2 này, 3 này, 4 này. Ok nha mọi người. Con này, thứ nhất là đẹp, thứ hai là full chức năng, thứ ba là êm. Đó, con này thì là mình ai mua thân máy thì là 950 ngàn, thêm vỏ pin là 50 ngàn là 1 triệu. Thân máy vỏ pin 1 triệu, bản vị Hitachi không chổi than 14.4V, DPI nó là 2. Thân máy vỏ pin hơi xấu 1 triệu. 29. Bỏ pin ở 50 ngàn thôi, mọi người không thích thì bỏ ra. Mình lấy con này 950. Bây giờ mình cứ tính cả tiền cả vỏ pin vào đây là 1 triệu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video của mình tới cùng. Cảm ơn mọi người nhiều.